câu lạc bộ Nhật Bản mang 66 thành viên đến Việt Nam. Yokohama Marino xuống sân bay Tân Sơn Nhất sáng ngày 12 tháng 4 với lực lượng đông đảo. Để chuẩn bị cho các trận đấu tại bảng HAFC Champions League 2022, trong đó có Hoàng Anh Gia Lai. Trong 66 thành viên của Á quân V-League 2021 có 30 cầu thủ. Họ cũng mang theo 4 tấn hành lý gồm các trang thiết bị phục vụ tập luyện, thi đấu và ẩm thực. Các thành viên Yokohama Marino sẽ được kiểm tra COVID-19 bằng phương pháp PCR tại khách sạn Park Royal. Trong thời gian chờ kết quả, dự kiến khoảng 8 tiếng, họ phải ở trong phòng khách sạn. Yokohama là câu lạc bộ nước ngoài đầu tiên ở bảng H đến Việt Nam. Dự kiến, hôm nay đương kim vô địch K-League 1 giờ Aeon Bucher Hyundai cũng có mặt, còn Sydney Fan Club ngày mai mới đến nơi. Trước khi đến Việt Nam, Yokohama đạt phong độ cao. Xếp thứ 2 G-League 1 với chỉ 2 điểm ít hơn đầu bảng Kawasaki Frontale. Hoàng Anh Gia Lai được Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, chấp thuận chọn sân thống nhất làm sân nhà để tổ chức các trận đấu ở bảng H. Từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 theo thể thức lượt đi, lượt về. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã cử 12 quan chức và cán bộ chuyên môn tới Việt Nam. Bên cạnh đó là 17 trọng tài, trong đó có 7 trọng tài chính và 10 trợ lý trọng tài. Trọng tài chính Alali Ahmad, Kuwait. Người điều khiển trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia tại vòng loại giai đoạn 2 World Cup 2022 cũng góp mặt. Trận đấu đầu tiên của bảng H sẽ diễn ra giữa Hoàng Anh Gia Lai và Yokohama lúc 18 giờ ngày 16 tháng 4. Vé xem các trận đấu có 3 mệnh giá, gồm 50.000 đồng, khán đài C, D, 100.000 đồng, khán đài B và 200.000 đồng, khán đài A. Vé được bán qua đường công văn và trực tiếp tại sân thống nhất từ ngày 14 tháng 4 đến 1 tháng 5. Với việc được thi đấu trên sân nhà cùng thời tiết thuận lợi tại thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên trưởng Kia Tisuk kỳ vọng Hoàng Anh Gia Lai sẽ tạo nên những màn trình diễn ấn tượng. Ông nói, được tham dự đấu trường này là cơ hội tốt cho các cầu thủ. Đối đầu với các đối thủ mạnh cũng có thể giúp Hoàng Anh Gia Lai kiểm chứng được trình độ. Mục tiêu của chúng tôi là nỗ lực hết sức mình. Chiến đấu vì bóng đá Việt Nam. Trong lịch sử, chưa đội bóng nào của Việt Nam vượt qua vòng bảng AFC Champions League. Còn với Hoàng Anh Gia Lai, đây là lần đầu tiên sau 17 năm họ trở lại đấu trường AFC Champions League. Năm nay AFC Champions League có 40 câu lạc bộ tham dự. Chia bảng theo vị trí địa lý phía Tây và phía Đông. Do Covid-19, giải tiếp tục thi đấu tập trung thay vì hình thức sân nhà, sân khách. Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt, tổng cộng 6 trận, để chọn ra 5 đội nhất và 3 đội nhì có thành tích tốt nhất vào vòng 1/8. Do tháng 11 diễn ra World Cup 2022 tại Qatar, giải đấu sẽ kéo dài sang năm 2023.